Xin chào anh em, và trong video ngày hôm nay thì em Tú sẽ tổng hợp hai chiếc đồng hồ với hai thiết kế thân vỏ được nhiều anh mình ưa chuộng nhất. Đó là bên tay phải của em, chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Daytona với thiết kế thể thao mạnh mẽ. Còn ở bên tay trái, chúng ta sẽ có chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Daydate với thiết kế lịch lãm và doanh nhân nhé. Và cả hai chiếc đồng hồ của em đều với tình trạng là hàng đã qua dụng, nguyên zin, chưa qua sạc đánh bóng, chưa bị mở máy, đầy đủ phụ kiện đi kèm như chúng ta có thể thấy ở đây ạ. Đó là hộp, sổ, thẻ, tác của chiếc đồng hồ này. Và em Tú sẽ cầm cả hai chiếc đồng hồ nhá, để anh mình có thể thấy rõ được cái mặt số của chiếc đồng hồ. Và sau đó em sẽ đi sâu vào từng chiếc, báo giá trực tiếp để anh mình có thể lắm bắt được giá và tình trạng của từng mẫu đồng hồ nhá. Chúng ta sẽ có chiếc đồng hồ làm trong bộ sưu tập Daydate với thiết kế thân vỏ vàng trắng nguyên khối, mặt số màu xanh la vi, có thiết kế ombre, tức là khi mà chúng ta nhìn ở chính giữa mặt số sẽ có màu xanh dương, và sau khi mà chúng ta di chuyển đến phần rìa ngoài mặt số thì nó sẽ chuyển sang dần màu đen nhá, một cái hiệu ứng rất là đẹp trên bộ sưu tập DS36. Còn bên tay phải của em, chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với thiết kế mặt số ngọc trai trắng. Với mặt ngọc trai này, chúng ta sẽ thấy đó là những gợn vân mây, ánh sắc cầu vồng vô cùng đẹp đẽ. Và em Tú sẽ trên tay trước, đó là chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập DS này nhá. Ở bên tay phải của em đây ạ, chúng ta sẽ có tấm thẻ bảo hành chính hãng của chiếc đồng này với tấm thẻ giao diện đời mới, thẻ chip NFC. Ở mặt sau đáy, chúng ta sẽ có đó là mã máy 128239. Thì với mã máy này, chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ Daydate 360m và với thiết kế thân vỏ vàng trắng nguyên khối nhá. Nếu mà đuôi số cuối cùng chúng ta sẽ có số 8, thì chiếc đồng hồ đó sẽ được trang bị đó là thân vỏ vàng vàng nguyên khối. Nếu mà số 5 thì sẽ là vàng hồng nguyên khối nhá. Tiếp theo em sẽ có đó mã số seri của đồng hồ ở bên dưới. Chúng ta có thể check chuẩn số seri trên đồng hồ và trên thẻ. Và cuối cùng chúng ta sẽ có ngày kết bảo hành 20 tháng 10 2022, và với chiếc đồng này sẽ được bảo hành chính hãng tại Rolex Việt Nam và trên toàn cầu đến tháng 10 2027. Và khi mà anh em mình giao lưu tại cửa hàng của em Tú thì em Tú vẫn sẽ bảo hành cho anh mình đó là 3 năm, cùng với đó sẽ cam kết hàng chuẩn chính hãng, chọn đời máy, bao quay đầu lên đời khi mình có nhu cầu nhá. Anh em có đi check chính hãng, nguyên zin, bất cứ chỗ uy tín nhá. Chiếc đồng hồ của em thì với thiết kế sa mặt 36 cực kỳ dễ đeo với mọi cổ tay của anh em mình, bởi vì cái thiết kế rất là đẹp và dáng thì rất là tuyệt vời rồi ạ. Với thiết kế đơn giản và lịch lãm, chúng ta sẽ có mặt số màu xanh ombre, và chúng ta sẽ có ở lòng chính giữa nó sẽ có màu sắc xanh dương, và sau đó khi mà ra đến phần rìa ngoài thì sẽ dần chuyển sang màu xanh cực kỳ đẹp, chuyển sang màu đen rất là đẹp và cuốn hút đấy ạ. Toàn bộ phần mặt số sẽ được hoàn thiện bằng công nghệ chảy tia nhá. Chúng ta sẽ có lịch thứ ở bên trên góc 12 giờ và lịch ngày ở bên trên góc 3 giờ. Cọc số kim cương kết hợp với đó sẽ là hai viên kim cương tấm ở hai góc 6 giờ và 9 giờ để tăng cái vẻ đẹp hơn cho chiếc đồng này. Ở bên trên góc 3 giờ chúng ta sẽ có phần lúp ô lịch nhá. Và với phần lúp ô lịch này thì anh em mình sẽ thấy ô lịch rất là to, rõ ràng nó sẽ phóng to cái kích thước thật của ô lịch lên gấp 2,5 lần. Bởi vậy thì chúng ta nhìn ô lịch rất là to đúng không ạ? Mặt kính của đồng hồ vẫn sẽ là mặt kính sapphire nguyên khối nhá, và là mặt kính zin đi kèm đồng hồ. Nếu mà chúng ta nhìn nghiêng thì anh mình có thể thấy được đó là mặt kính này rất là đẹp đúng không ạ? Mặt kính sapphire nguyên khối rất là dày và siêu trong luôn đấy ạ. Ở bên tay phải của em, chúng ta sẽ có thiết kế lúm chính của đồng hồ với thiết kế lúm mặt cổ trai, có logo thương hiệu Quang ở chính giữa. Và để mà chỉnh được chất lượng của chiếc đồng này thì anh em mình sẽ xoay về góc số giờ để mở cái phần lúm mặt cổ trai này ra nhá. Tiếp đến thì chúng ta rút ra một lớp là chỉnh lịch ngày và chỉnh lịch thứ. Lúc thứ hai sẽ là chỉnh giờ của đồng hồ. Thiết kế mặt niềng chúng ta sẽ có đó trên là niềng rãnh khía, và những cái rãnh khía này thì vô cùng sắc bén nhé. Chúng ta có thể cảm nhận được đó là những cái sắc bén trên toàn bộ cái phần rãnh khía của chiếc đồng này. Và trên phần mặt niềng thì chắc chắn nó cũng sẽ có những cái vết râm nhẹ nhàng thì không thể tránh khỏi với một chiếc đồng hồ đã qua dụng nhé. Quan trọng nhất đó là không bị cấn móp và chưa qua spa đâu anh em ạ. Ở phần thân bên dưới chúng ta sẽ có đó là phần thân cạnh thân này và mặt thân được đánh bóng toàn bộ, và chúng ta có thể cảm nhận được độ sắc bén của đồng hồ thông qua những góc cạnh của đồng hồ như đây ạ. Còn đây chỉ là góc cạnh càng bên góc 12 giờ đây nhá. Với thiết kế bộ dây, chúng ta sẽ có bộ dây Bracelet. Với thiết kế bộ dây này, chúng ta sẽ có một bộ dây bằng vàng đặc nguyên khối, màu vàng trắng. Và nếu mà chúng ta nhìn nghiêng thì chúng ta có thể thấy được bộ dây này rất là dày nhá. Nếu mà chúng ta di chuyển theo cái chiều dọc của bộ dây thì bộ dây này cực kỳ mềm. Còn nếu mà chúng ta để làm ngang như này thì bộ dây này có thể thấy đó là một bộ dây rất là cứng đúng không ạ? Rất là cứng cáp nhá. Và bộ dây đời mới thì ở chính giữa cái chốt mắt dây này sẽ có một cái ống ceramic để có thể giảm ma sát giữa vàng với vàng, và nó sẽ làm cho bộ dây cứng cáp nhất khi mà anh em sử dụng trong một thời gian dài nhá.
khóa thì sẽ khóa hợp một bên, và chúng ta sẽ có đó chính là dấu khắc chuyện Rolex này, chuyện O750, chuyện đầu chó Vecla, chiếc cân tiểu ly. Và nếu mà anh em sử dụng khóa thì anh em sẽ gập khóa vào, bấm vào phần gần có logo để đóng hoàn toàn bộ khóa lại nhá. Bộ khóa này thì được thiết kế rất là mỏng này, ôm sát với cổ tay của anh em mình đấy ạ. Chúng ta chỉ cần kéo nhẹ cái phần đầu khóa lên là có thể mở được bộ khóa này ra. Mặt sau của bộ dây sẽ được hoàn thiện ở dạng phay xước, mặt đáy cũng được hoàn thiện giữa đánh bóng và phay xước nhá. Các phần càng sẽ có đầy đủ các dấu chuyện O750, chuyện đầu chó Vecla, chiếc ngân tiểu ly và chuyện nhà Rolex. Bộ máy của chiếc đồng hồ dụng có tên gọi bộ máy Rolex 3255, thì đây chính là bộ máy mới của nhà Rolex có thắng tích cót đó là 70 tiếng, sai số cộng trừ không quá 2 giây một ngày. Với thiết kế sa mặt 36 thì nó rất là dễ đeo với mọi cổ tay của anh mình, từ cổ tay nhỏ đến cổ tay to, em Tú sẽ ướm thử trên tay của em nhé. Trên tay của em đây ạ, với thiết kế sa mặt 36 rất là gọn gàng và chuẩn một chiếc đồng hồ lịch lãm để anh mình có thể đeo đi làm, đeo đi gặp đối tác, đeo đi có thể đeo đi cà phê hàng ngày rất tuyệt vời nhé. Đó, mặt số xanh la vi đi kèm với thiết kế thân vỏ vàng trắng nhã nhặn. Thì với chiếc Rolex này, em Tú đang có mức giá Zalo với anh em mình 860 triệu nhá, 860 triệu hàng lướt nguyên zin full set 2022. Và tiếp theo em sẽ có đó chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Daytona của nhà Rolex, một chiếc đồng hồ nằm trong bộ sưu tập Iconic của nhà Rolex. Khi mà nhắc đến một chiếc đồng hồ thể thao thì anh em mình có thể nghĩ đến ngay đó là chiếc đồng hồ nằm trong bộ sưu tập này, bộ sưu tập Daytona. Với chiếc đồng này chúng ta sẽ có chức năng chronograph nhé, và chúng ta sẽ thấy trên phần mặt niềng sẽ có các chữ số và các vạch chia như đây. Và chúng ta khi mà sử dụng chức năng của chiếc đồng này, khi mà khởi động chức năng chronograph thì chúng ta sẽ đối chiếu với cái phần mềm này, và sau khi đó chúng ta có thể tính toán được vận tốc khi mà anh em mình sử dụng nhé. Chúng ta sẽ thấy trên cái phần mặt số này đó chính là mặt số ngọc trai trắng. Mặt số ngọc trai thì sẽ được lấy từ vần vỏ chai thiên nhiên, và chúng ta sẽ thấy đó là những ánh sắc cầu vồng gợn vân mây hoàn toàn tự nhiên được phản chiếu ánh sáng trên chiếc đồng này nhé. Một cái phần mặt số rất là đẹp đúng không ạ? Và mặt số ngọc trai thì vẫn sẽ luôn là một trong những phần mặt số đắt giá nhất trên các mẫu đồng hồ của nhà Rolex. Chúng ta sẽ có 3 sắp dial trên chiếc đồng này. Ở bên tay trái góc 9 giờ chúng ta sẽ có sắp dial bấm giờ 12 tiếng, còn ở bên tay phải góc 3 giờ chúng ta sẽ có sắp dial bấm giờ 30 phút, còn ở bên dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ có kim dây của đồng hồ nhé. Và kim dây của đồng hồ này thì luôn luôn chạy. Chúng ta sẽ có 3 kim chính ở trụ kim, đó là kim giờ, kim phút và kim chronograph. Để mà sử dụng được chức năng của một chiếc đồng hồ chronograph thì anh em mình sẽ đấy hai phần lúm ở bên tay phải của em đi nhá, và chúng ta sẽ cần xoáy về góc 6 giờ để mở cái phần lúm gen này ra. Đó, hiện tại thì vẫn chưa khởi động chức năng chronograph thì anh em mình sẽ bấm cái nút bên trên này để khởi động chức năng chronograph nhá. Sau khi em bấm này thì kim chronograph bắt đầu chạy, và sau khi đó thì anh em mình có thể đối chiếu với cái liềm để có tính vận tốc, và đối chiếu hai sắp dial bên trên góc 3 giờ và góc 9 giờ để có thể biết thời gian mình đo được bao nhiêu. Đó, và nếu mà chúng ta bấm thêm một lần nữa thì sẽ dừng cái chức năng chronograph này lại. Còn nếu mà chúng ta bấm nút bên dưới này thì sẽ reset bộ 3 kim chronograph về mốc ban đầu nhá, để anh mình có thể sẵn sàng sử dụng thêm một lần tiếp theo. Sau khi chúng ta không dùng thì anh em mình sẽ xoáy cái lúm này lên để đóng cái lúm vặn cổ chai lại. Khi mà đóng như vậy thì cái lúm này nó sẽ không thể hoạt động được khi mà anh em bấm nhá. Đó, rất là chắc chắn và cực kỳ an toàn khi mà anh em sử dụng chiếc đồng này. Còn ở chính giữa thì chúng ta sẽ có lúm chính của đồng hồ với thiết kế lúm vặn cổ chai có logo thương hiệu của anh chính giữa. Toàn bộ phần 3 lúm này cũng sẽ bằng vàng nguyên khối hết anh em nhé. Và nếu mà chúng ta xoay ra thì anh mình sẽ thấy bên trong cái phần lúm này nó sẽ có 3 gioăng chống nước bằng cao su, bên ngoài một cái này, đầu lúm một cái này và bên trong lúm một cái, và nó có độ chống nước rất là tốt để mình có thể sử dụng trong mọi điều kiện, mọi môi trường đấy ạ. Nếu mà chúng ta rút được một lớp sẽ chỉnh giờ của đồng hồ thôi anh em nhé. Đó, chiếc đồng hồ này sẽ không có lịch, bởi vậy thì anh em mình sẽ rút được một lớp là chỉnh giờ thôi. Sau khi chúng ta lấy giờ và lấy ngày lấy giờ xong thì anh em ấn và xoáy lên để đóng cái lúm vặn cổ chai này lại. Chúng ta sẽ có hai tay lúm được làm thiết kế cao hẳn để có thể bảo vệ cái phần lúm chính một cách tốt nhất. Cọc số chiếc đồng hồ này vẫn sẽ là cọc số kim cương nhá, và cọc số kim cương thì rất là sang rồi ạ. Ở phần thân vỏ chúng ta sẽ có đó là thép 904L và vàng vàng 18K.
liềng vàng đặc này, dây bằng vàng đặc này, lúm liếc vàng vàng đặc hết. Và mặt kính của đồng hồ sẽ mặt kính sapphire nguyên khối chống trầy xước, mặt kính cực kỳ dày và siêu trong luôn anh em nhé. Chúng ta nhìn ở bất cứ một góc nhìn nào vẫn có thể thấy được rõ ràng các chi tiết của mặt số và những ánh sắc cầu vồng thông qua cái phần mặt kính sapphire siêu trong này đấy ạ. Với bộ dây đi kèm, chúng ta sẽ có bộ dây Oyster, một kiểu dạng dây mắt to, khỏe và lên tay thì cực kỳ thể thao nhé. Mắt ở chính giữa được làm bằng vàng đặc, hai mắt bên cạnh thì sẽ làm thép đặc và hoàn thiện cái dạng phay xước, mắt vàng ở giữa thì được đánh bóng nhé. Chúng ta vẫn sẽ có đầy đủ mắt dây trên chiếc đồng này, đó là 12 mắt to và chúng ta có thể thấy đó là những cái vết xước răm trong quá trình anh khách cũ sử dụng, những cái đó thì không thể tránh khỏi được anh em nhé. Minh chứng trong một chiếc đồng hồ nguyên zin chưa qua spa đánh bóng đấy ạ. Về thiết kế khóa, chúng ta sẽ có khóa Oyster Lock, khóa 2 tầng. Anh em nhà mình bấm một tầng này, bấm tiếp lần tầng tiếp theo để đóng hoàn toàn bộ khóa lại. Và khi đóng chặt, khi đóng hết hai tầng khóa, chúng ta sẽ có một bộ khóa cực kỳ chắc chắn, không sợ bị bung khóa khi anh em mình sử dụng ở một cường độ cao nhé. Chúng ta sẽ kéo phần đuôi khóa lên này và mở khóa tiếp theo để có thể mở hoàn toàn bộ khóa này ra. Và mặt sau đáy của đồng hồ, chúng ta sẽ thấy được mặt đáy kín này và bộ máy của chiếc đồng hồ dụng có tên gọi bộ máy Rolex 4130. Với bộ máy này, chúng ta sẽ có tháng tích cóp 70 tiếng, sai số cộng trừ không quá 2 giây một ngày nhé. Và với bộ máy Chronograph này, chúng ta sẽ có đầy đủ những cái bằng sáng chế phát minh độc quyền của Rolex giúp cho bộ máy Chronograph này có thể hoạt động chính xác và chống sốc, chống nhiệt cực kỳ tốt trong mọi điều kiện, mọi môi trường. Và đó cũng chính là một cái lý do mà bộ máy Chronograph của nhà Rolex cực kỳ đắt giá và những mẫu đồng hồ Daytona thì cực kỳ giữ giá anh em nhé. Với chiếc Daytona này thì em Tú đang có một chiếc đồng hồ hàng lướt nguyên zin full set, đầy đủ phụ kiện đi kèm, hộp sổ thẻ tác đi kèm chiếc đồng này. Và đây chính là tấm thẻ bảo hành chính hãng của chiếc Daytona này. Ở mặt sau của tấm thẻ này, chúng ta sẽ có mã máy 116503 và mã số series ở bên dưới nhá. Chúng ta có thể check chuẩn số series trên đồng hồ và trên thẻ ở bên dưới góc 6 giờ như đây ạ, trên đồng hồ nhá. Còn trên thẻ thì chỗ tay em đang che đây. Em quan tâm thì có thể inbox trực tiếp cho em để em có thể gửi full hình ảnh số series nhá. Tiếp đến chúng ta sẽ có ngày kết bảo hành 18 tháng 2 2021, bảo hành chính hãng tại Rolex Việt Nam và trên toàn cầu đến tháng 2 2026, và em Tú vẫn sẽ bảo hành cho anh em mình theo thời gian còn lại của bảo hành chính hãng, đó là 25, cam kết hàng chuẩn chính hãng, chọn đời máy, bao quay đầu đủ các lần khi anh mình có nhu cầu. Và em Tú đang giao lưu với chiếc Daytona này 635 triệu, một mức giá cực kỳ hợp lý, dễ chơi với một chiếc đồng hồ lướt nguyên zin. Còn với chiếc Daydate này thì em Tú đang giao lưu 860 triệu nhá. Cả hai chiếc đồng này thì em Tú đang sẵn sàng giao lưu tại cửa hàng ở địa chỉ Hà Nội, em cũng có shop trong thành phố Hồ Chí Minh, và anh em nhà mình nếu mà ở gần cửa hàng của em có thể qua trực tiếp để thử trên tay cả hai mẫu sản phẩm này. Em Tú có thể nhận giao lưu trực tiếp trên toàn quốc nhé. Và chắc chắn em Tú vẫn sẽ luôn cam kết hàng chuẩn chính hãng, cho đời máy, có giấy cam kết để anh mình có thể yên tâm thoải mái trải nghiệm. Số điện thoại hotline em có để dưới góc màn hình, anh em mình cần em tư vấn hỗ trợ thì alo trực tiếp cho em nhé. Cảm ơn anh em nhà mình đã theo dõi. Em xin kết thúc video tại đây.